Điện thoại 2.vn đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi Redmi giá tốt nhất, tặng bảo hành 12 tháng cả nguồn màn hình vân tay. Đến ngay địa chỉ điện thoại 2 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Quá to, quá nguy hiểm anh em ạ. Nằm cầm điện thoại lướt top top không may tuột tay thì một là anh em sẽ phải đi nắn lại mũi. Wait a minute. Hai là vào thẳng viện mắt trung ương luôn nhá. Thứ hai vui vẻ như vậy thôi để cho đỡ áp lực. Hôm nay tôi sẽ vào vai Dr. Trang để đưa anh em trở lại khoảng thời gian 4 năm trước, thời điểm năm 2019, chứng kiến một con điện thoại có dung lượng pin lên tới 18.000 mAh, màn hình full viền, camera thò thụt và có mức giá ở thời điểm ra mắt là 16 triệu đồng. Và nó có tên là Energizer Powermax 18K Pop. Chiếc máy này ra mắt năm 2019 và đã bị ngưng sản xuất ở vài tháng sau đó. Còn bây giờ thì nó chỉ là hoài niệm và là một sản phẩm độc lạ ở trong quá khứ mà thôi. Energizer vốn là hãng chuyên sản xuất về phụ kiện cho nên họ làm con máy này. Thì tôi cũng không biết đây là sản phẩm điện thoại gắn trên sạc dự phòng hay là sạc dự phòng có tính năng smartphone nữa. Nổi bật nhất thì máy này được trang bị viên pin 18.000 mAh, thời điểm đó thì chỉ có quick charge 3.0 18W thôi, nên sạc đầy cho máy này chắc cũng phải 3 tiếng là ít. Với dung lượng pin này thì anh em có thể xem video Full HD liên tục trong vòng 2 ngày, nghe nhạc 100 tiếng và nghe gọi là 90 giờ liên tục. Ở chế độ chờ mà không dùng gì nhá, thì nó có thể trụ được lên tới là 50 ngày, có thể dùng để sạc cho điện thoại hoặc là những cái thiết bị máy tính bảng khác. Về hiệu năng thì nó được trang bị một con chip cũng vừa vừa thôi, Helio P70, RAM 6GB và bộ nhớ là 128GB, 3 camera ở phía sau với đầy đủ những tính năng xóa phông, góc rộng. Và ngay khi cái em máy này ra mắt thì tôi hình dung ra được luôn cái sự bất tiện khi mà xài em máy này, đó chính là to và nặng. Dùng điện thoại chứ có phải tập tạ đâu đúng không anh em? Chưa kể là làm gì có cái túi quần nào để anh em nhét vừa cái con máy này, chắc chắn là phải bỏ vào ba lô hay là túi sách, mà như vậy thì lại mất tính linh hoạt cơ động của một chiếc smartphone. Thế nên với mức giá và tính sử dụng thực tế của em này là hoàn toàn không khả thi, sớm nở chóng tàn là điều mà ai cũng có thể dự đoán được. Còn sau đây sẽ là những mẫu máy pin trâu lại vừa có sạc nhanh để anh em tham khảo. Có thể kể đến một số những cái mẫu máy như là Redmi K50, K60 với dung lượng là 5.500 mAh, sạc nhanh 67W. Hoặc là Realme thì chúng ta có quá nhiều rồi, Q5 Pro, GT Neo 3, sạc nhanh 80W. Hoặc là Realme 10 Pro Plus, hầu hết là đều được trang bị viên pin 5.000 mAh và sạc rất nhanh. Link của những sản phẩm này thì mình sẽ để ở phần mô tả của video để anh em tham khảo nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video sau.